Hello, xin chào tất cả bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về chế độ God và đây là map mới Sa mạc God. Còn đây là một cái vũ khí cũng mới luôn, chổi lông gà. Đấy, anh em có thể biết được nó như là một cái vũ khí huyền thoại và những cái món ăn cực kỳ là chất đối với những trẻ em Việt Nam. Đấy, món ăn là ăn đòn ấy, ăn bánh đòn ấy. Rồi, một bé. Vâng, mới vào, chết không biết nguyên nhân. Thằng nữa đâu? Vâng, xấy chết cái thằng Mick. Mày lượn vào đây này, giết bạn tao nó không dễ vậy đâu. Vâng, thằng kia nó chắc hai chữ chấm hỏi. Vâng, cái đây là do máy bạn cùi hoặc là do bạn đen bạn vào sau thì bạn chết thôi. Đấy, thì số trời đã định. Mắc tiền tỷ. Vâng, thằng mắc tiền tỷ nó không biết là nó vừa giết bạn mình. Chắc chắn bên B rồi. Thì xe đứng đây đợi. À, con hàng. Ủa, ôi giời ơi. Bắn nhờ, ở trên nhầm. Mình đã lỡ tay chém sớm một tí. Vâng. Chém sớm quá, tiếc thế. Thằng này hết đạn luôn rồi. Giết nó. Ủa, vẫn còn à? What? Bị búa nó đập chết rồi. Hay lắm. Vâng, thiếu tí nữa là mình được 4 kill. Tiếc thế nhở. Con hàng nó bay vào mồm mình mà ăn không được. Và đấy mình nói chung là hơi bị run tay. Chém hơi bị sớm. Và đấy chém muộn muộn tí là ok rồi. Vâng, lượn vào nhà mình luôn. Ui dồi, ba thằng nó đẩy lên khu vực nhà Blacklist. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Vâng, đây 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 đây. Này thì ui dồi. Rồi nó thấy rồi, thanh niên vẫn ra chết như đúng rồi vậy. Vâng, rất là nguy hiểm luôn. Mày chết này. Ủa. Vừa bunny vừa cận chiến hơi bị khó cho mình rồi. Mình chơi có hai ngón thôi, ba ngón thì nó sẽ linh hoạt hơn một tí. Ủa. Rồi không sao, mình sẽ đi từ từ, mình sẽ giết nó. Bình tĩnh thôi. Ham hố làm cái gì? Những thằng ham hố là những cái thằng hay lòi mồm lắm. Vâng, hai thằng luôn. Rồi bắn sấy các kiểu. Vâng, như một cây máy. Bây giờ làm sao mà giết được nó mới hay này. Đứng nó chết như đúng rồi vậy. Chắc mình sẽ bunny lên giết nó hoặc đặt bom. Để xem. Để xem. Ủa. Rồi, đây nhìn thấy. Tại vì khi mà mình lao vào người nó sẽ hiện cái vòng đỏ đỏ như thế thì nó sẽ phát hiện được mình. Vâng, thế này không ăn được rồi. Này thì bắn này, sao nó bắn được nhỉ? What the fuck, thằng này phát hiện nhanh đấy. Nói chung là tay phản xạ rất là nhanh. Còn 20 mấy giây thì mình sẽ đặt bom. Đặt thì đặt bom gần gần như thế này đấy. Mình cái này mình đi chế độ God nhiều, mình cũng học hỏi được những cái anh em China. Đấy, đặt ở đây thì những thằng mà gỡ bom ấy nó xếp mặt lờ. Mày đùa với bố à? Đấy, cứ đứng đây thôi. Nó gỡ bom là nó sẽ xếp mặt lờ. Rồi, gỡ đi, gỡ đi. Vâng. Này thì bắn xây các kiểu. Ở dưới chém lên không được mấy em ạ. Nó chỉ mất 99 tiết thôi. Một tiết còn lại thì phải dùng thường hoặc đúng rồi, phải dùng chém thường cho nó nhanh. À đấy thì mình lộ liễu quá. Thế thì không biết là chém chỗ nào. Thật là hư cấu. Vâng, đây rồi. Ủa ơi. Bước đến nhà mình bóng xế tà. Chờ vài phút thì bố em ra mà không chịu chờ thì thôi. Đấy, gặp thằng anh em ra thì nó đã sắp mặt lờ. Vâng, đứng tên như như một cái máy này. Đấy, bắn sấy các kiểu. Ok. Vâng. Chơi như bọn bot đi. Bot kiểu là bot của máy. Dã man. Vâng, quả bom rất là chết, rất là khám lọ. Nó chết ngay trên đấy.
Thằng kia, đúng rồi, hút đạn của nó đi các bạn ơi. Rồi hết đạn, rồi thằng này hết đạn rồi. Hiếp thôi. Hiếp thôi. Đây rồi, đường nào. Đúng rồi. Rồi xuống đây. Mày xuống đây. Bố mày đã tha mày rồi, còn đi theo nữa. Thật là hư cấu quá đi à. Vâng, 8 kill. Quá là điều tuyệt vời luôn. Vâng, cố lên, mình sẽ... Đây. Nó lao vào đây. Vâng, dạo này anh em yêu cầu mình làm C4 nhưng... C4 thì bình thường quá. Rồi, đuổi theo, cái tội đuổi theo. Và mình sẽ làm C4 phong kích là chế độ God cho nó chất. Rồi, tại vì God thì nó cũng ra cái map mới rồi. Anh mình cũng thích chơi map này. Ấy map mới mà. Chơi nó thích hơn nhiều. Chơi mấy cái map cũ thực sự chơi đi chơi lại nó chán lắm. Có nhiều map thì chơi nó sướng hơn. Rồi, chết một bà. Vâng. Thằng Mark tiền tỷ này vẫn chưa chết. Ok. I'm fine. Mình sẽ đứng đây. Rồi bọn kia đâu rồi? Ở đâu nhỉ? Vâng, mình giết thằng này đã. Thế chứ còn thằng này cuối thôi. Còn thằng này thôi. Đúng rồi, tuyệt vời. Quá là điều tuyệt vời luôn. Ghê. Cái gì? Điều bình thường mà. Cái gì đâu mà ghê. Lên và giết đi thôi. What the fuck. Vâng, cố một trận nữa thì chúng ta sẽ kết thúc được cái round đấu này. Thực sự cũng bình thường. Vâng, cái chổi lông gà này khó chơi thôi. À, đứng thủ HL. Cái đậu xanh. Ok, mình sẽ tiếp tục. Vâng, đúng cái round cuối thì lại chết nhảm. Chết thể tin được. Vâng, mình sẽ đi vào khu vực mid đi. Đi HL khoái quá. HL nó phát hiện được. Đấy, không thằng nào kênh HL nữa. Phải là VL. Rồi, cái thằng này được rồi, bố mày thấy mày rồi đấy. Tính đi vòng móc nó trên HL. Nó khôn quá. Nó đổi địa điểm nó đi. Khôn vãi. Vâng, có thằng trong khu vực bom sai B. Chúng ta vào hiếp thôi. Ui ôi. Bắn linh tinh cũng sợ anh em ạ. Đôi khi mình loạn quạng này bay vào mồm nó. Chết chả chơi chứ. Thôi để nó xấy hết đạn đi bạn ơi. Ui ôi, từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh xem nào. Để nó xấy hết đạn thôi. Lượn đi. Cố lên. Mình sẽ tin nhỏ bạn một điều gì đó. À. Mày. Ô. Ô. Thằng này hết đạn rồi. Thằng này còn đạn lục thôi. Cố lên. Cố lên. Ô động xanh. Mày. Rồi. Tí nữa. Hay lắm DM. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nó còn đạn lục thôi. Chả còn đạn nó sấy đâu. Ô, à mẹ bắn hư cấu vãi nhá. Bắn linh tinh cũng trúng đạn. Lượn vào đây. Ơ, không lượn vào đây à. Rồi, đặt bom đi. Ôi vãi, bảo đặt bom đi lại lao vào mùm nó. What the fuck. Rồi, mình sẽ đặt bom đi. Vâng, hết giờ rồi. Không chạy cối được. What the hell, ấn cận chiến không được ấy. Vai thật. Đậu xanh.
Nhảm vãi nồi. Nếu thì tả được.